Chào mừng các em đến với chương trình dạy học trực tuyến của trường Trung học cơ sở Chu Văn An, bộ môn Sinh học khối 8. Hôm nay chúng ta sẽ cùng ôn tập để chuẩn bị cho phần thi học kỳ 1 sắp tới nhé. Nội dung ôn tập ở phần Sinh học lớp 8 gồm có tất cả là 6 bài. Bài thứ nhất là bài số 9, cấu tạo và tính chất của cơ. Bài 15, đông máu và nguyên tắc truyền máu. Bài 22, vệ sinh hô hấp. Bài 25, tiêu hóa ở khoang miệng. Bài 27, tiêu hóa ở dạ dày. Và bài số 30, vệ sinh tiêu hóa. Bây giờ cô và các em cùng đi vào nội dung chi tiết của từng câu hỏi trong bài nha. Câu hỏi số 1, cơ có tính chất gì và thế nào là sự co cơ? Các em cần phải nắm được các nội dung. Câu hỏi số 2, các em cần phải nắm là thế nào là đông máu cũng như là quá trình đông máu nó sẽ diễn ra như thế nào. Câu số 3 là chúng ta cần trình bày được sơ đồ cơ chế đông máu. Câu 4 là các em cần nắm được ở người thì sẽ có tất cả là 4 nhóm máu và kể tên ra được các nhóm máu. Với câu 5 thì chúng ta cần nắm được những cái nguyên tắc cần tuân thủ khi truyền máu. Câu 6 chúng ta vẽ được và ghi được các cái mũi tên trong sơ đồ truyền máu. Câu 7, chúng ta nêu được những tác nhân gây hại cho hệ hô hấp. Với câu 8 thì từ đó chúng ta đề ra được những cái biện pháp để bảo vệ cho hệ hô hấp và nêu được quá trình tập luyện như thế nào để có được cái hệ hô hấp khỏe mạnh. Câu 10, chúng ta trình bày được quá trình biến đổi lý học cũng như là quá trình biến đổi hóa học ở khoang miệng sẽ diễn ra như thế nào. Câu số 12, chúng ta trình bày được cấu tạo của dạ dày. Tiếp theo, các em cần phải nắm được các hoạt động biến đổi lý học ở dạ dày cũng như là hoạt động biến đổi hóa học ở dạ dày nó sẽ diễn ra như thế nào. Câu 15 là các em trình bày được tác nhân gây hại cho hệ tiêu hóa cũng như những biện pháp để bảo vệ hệ tiêu hóa khỏi những tác nhân có hại đó. Cuối cùng là câu số 17, các em chú thích được cái hình sơ đồ các cơ quan trong hệ tiêu hóa ở cơ thể người. Cuối cùng là cái cấu trúc đề thi thì trong phần thi học kỳ 1 này thì cấu trúc đề nó sẽ gồm có tất cả là 5 câu, 2 câu lý thuyết, 2 câu dạng pizza, tức là những cái đoạn văn và chúng ta đọc hiểu đoạn văn để chúng ta trả lời những cái câu hỏi bên dưới, và một câu chú thích cái hình vẽ. Và các em nhớ khi mà làm bài thì chúng ta trình bày sạch sẽ, rõ ràng, đúng và đủ ý. Chúc các em làm bài thật tốt. Mến chào các em.